X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trước hồi chuyện nổi tiếng Võ Tòng Đà Hổ thì hử đã sớm cho chữ hổ kèm theo tai họa giáng xuống đầu bậc anh hùng. Đó là ở hồi 6, khi Cao Cầu lừa Lâm Xung đem đao và Bạch Hổ tiết đường, từ đó hãm hại chàng nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt. Người đọc Thủy Hử cũng không còn lạ gì phong khí xã hội trong Thủy Hử nữa, đó là thời kỳ hết sức thối nát. Đức Khổng Tử từng nói, nền chính sự hà khắc còn đáng sợ hơn là hổ. Do đó có thể hiểu ở đây Thi Nại Am dùng hổ để ẩn dụ cho nền chính sự hà khắc, bộ máy quan lại hổ bại cuối thời Bắc Tống. Chẳng phải trong hí kịch Bao Công vẫn sử dụng hổ đầu tràm để xử tử quan lại, tướng quân phạm trọng tội đó sao? Chưa hết, ở hồi 11, Dương Chí đem bảo đao ra truyền đi bán, thì gặp chúng tên lưu manh hổ không lông nhiêu nhị, bị hắn sinh sự đến nỗi không nhịn được mà chém chết hắn. Dù chàng làm việc tốt, trừ hại cho dân, nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu tù đầy trừng phạt. Ngay cả bậc giác giả cao quý như Chúa Giê-xu đến ban phép lành, cứu vớt con người, mà vẫn nhất định bị đóng đinh lên thập giá mới được tính là trả nợ giúp thế nhân, huống hồ một người phàm như Dương Chí. Vậy là, cũng từ đây, cuộc đời người hào kiệt luôn nuôi chí đền ơn vua Lộc Nước đã bị đẩy đi rất xa, ngược lại hoàn toàn với sở nguyện. Thi Nại Am đã khéo léo lồng ghép một truyền thuyết nổi tiếng vào trong Thủy Hử. Đó là thiên tượng Thanh Long Bạch Hổ. Từ xưa vẫn lưu truyền rằng Thanh Long, Bạch Hổ hạ phàm không phải điềm lành. Đó là thiên tượng báo trước giặc cướp nổi lên, chiến tranh loạn lạc. Trời sai Thanh Long đầu thai xuống làm thủ lĩnh phản loạn, thì ắt cũng sẽ cử Bạch Hổ xuống làm tướng quân bình định. Đó là lý tương sinh tương khắc, có chính có phản, vở kịch lịch sử sẽ theo thế mà diễn ra. Ngay từ đầu, chúng ta đã thấy Lâm Xung gặp nạn ở Bạch Hổ tiết đường. Còn Dương Chí thì sao? Dương Chí có biệt hiệu Thanh Diện Thú, về sau lại cùng Lỗ Chí Thâm làm chủ trên núi Nhị Long, chính là ẩn dụ của Thanh Long. Kẻ gây sự với chàng lại có biệt hiệu là Hổ Không Lông, chẳng đúng ẩn dụ của Bạch Hổ là gì? Ngoài ra, trong tiếng Hán, chữ Bạch cũng còn mang nghĩa là không, như Bạch Tu, Bạch Luyện, nghĩa là tu cũng như không, luyện cũng như không. Một khi quan lại, ác bá Bắc Tống đã sắm vai Bạch Hổ tàn bạo, thì ắt phải có anh hùng hào kiệt nổi lên làm Thanh Long đối chọi. Tuy nhiên, Long hay Rồng chẳng phải tượng trưng cho vua đó sao? Rồng mà lại không ở trong triều nữa là tượng đế vương mất nước. Điều này phải chăng ứng với việc Tống Huy Tông vị hoàng đế hết mực sủng ái Cao Cầu bị quân Kim bắt đi trong loạn Tĩnh Khang, đồng thời đánh dấu sự diệt vong của nhà Bắc Tống. Người đọc Thủy Hử có thể dễ dàng thấy rằng tác giả đặt cặp đôi Lâm Xung, Dương Chí song hành, dụ ý để hai người này vừa là đối chọi vừa là phản chiếu của nhau. Từ hoàn cảnh xuất thân đều là con nhà dòng dõi trung thần võ tướng, một người vì mua đao, một người vì bán đao mà khiến cho cuộc đời điêu đứng, cho đến lần đầu gặp nhau cũng là màn tỉ thí ngang tài ngang sức, bất phân cao thấp. Lâm Xung và Dương Chí vốn ban đầu không hề quá khác biệt, đều là anh hùng hào kiệt nặng lòng công danh nam nhi. Nhưng chữ Xung có nghĩa là sông sáo kia, lên đến tột đỉnh sẽ trở thành sung hư, nghĩa là vô vi. Lâm Xung sau khi chịu đựng đọa đày đến tới hạn đã tỉnh ngộ, chàng vứt bỏ hết mọi vương vấn, chỉ vui thú tự do trốn thủy bạc mà thôi. Còn Dương Chí, lúc ban đầu được mời nhập bọn, chàng đã từ chối. Chàng vẫn giữ lòng kiêu hãnh của mình, vẫn giữ chữ chi kia mà khinh thường đám người lạc thảo ngoài vòng pháp luật ở Lương Sơn. Lâm Xung dù rất tương đồng với Dương Chí, có thể gọi là cùng đẳng cấp, thế nhưng vẫn chưa đủ uy tín, đủ sức nặng để thuyết phục chàng ta. Hai chiếc đao của Lâm Xung và Dương Chí tưởng giống mà lại khác nhau, đồng thời chúng còn ẩn chứa đạo lý tu luyện sâu sắc. Chiếc đao của Lâm Xung là chiếc đao trong câu, tử thị xuyên trường độc dược, sắc thị quát cốt cương đao, rượu là thuốc đứt ruột, sắc là đao cạo xương, đây có thể coi là câu nhập môn trong việc dưỡng sinh, tu luyện. Chiếc đao cạo xương đây đi nghiến lại này có thể hành hạ người ta cả đời, nếu mà mua vào thì ắt đại họa lâm đầu. Thực vậy, Lâm Xung khi đi cùng Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, gợi cho chúng ta liên tưởng đến, trí huệ thâm sâu, đã rất cố gắng tránh người bán đao, chính là bộ hạ của Cao Cầu đến gài bẫy chàng. Thế nhưng khi người này năm lần bảy lượt khích tướng dụ dỗ, chàng đã ngoái đầu lại. Đến lúc y rút thanh đao sáng loáng ra, chàng lóa hết cả mắt, không kìm lòng được nữa mà gọi lại gần. Sau đó, khi chàng quyết định về nhà lấy tiền trả, thì Chí Thâm cáo biệt chàng. Đây chẳng phải chính là ẩn dụ con người chấp trước vào sắc, vào đam mê đến đánh rơi lý trí hay sao? Và nghĩ lại thì, chẳng phải Lâm Xung bị hại bởi chữ cầu sao? Chữ cầu trong tên Cao Cầu hải âm với chữ cầu trong từ, chi cầu. Kết cục đưa đẩy đến đâu là điều có thể hiểu được. Chiếc đao của Dương Chí là chữ cát trong từ, cát xả, nghĩa là buông bỏ chấp trước. Chữ cát có chữ hải đứng cạnh bộ đao, hàm ý là cắt bỏ những gì độc hại. Ngoài ra nó còn hải âm với chữ cát nghĩa là cát tường. Chiếc đao này hễ cắt là đứt hẳn, khổ một lần rồi thôi. Không dằn vặt đọa đầy người ta như chiếc đao của Lâm Xung đã nói trên kia. Có thể nói, đây mới chính là đao quý, mới xứng là đồ gia bảo tổ tiên ông cha truyền lại. Đao này mà đem đi bán thì hiển nhiên tai vạ sẽ đến.
Dương Chí vì tiền mà đem đao đi bán, sau đó lại được Ngưu Nhị yêu cầu dùng đao chém sâu tiền, ấy vậy mà chàng vẫn không ngộ ra. Chữ đao cùng với chữ đạo một vần, rốt cuộc, Lâm Sung và Dương Chí đều vì không hiểu cái lý của đao, không hiểu đạo mà rơi vào thảm cảnh. Vậy họ làm cách nào để thoát nạn, được cứu rỗi? Đều là nhờ vị anh hùng không chấp trước vào sắc đẹp, công danh, Lỗ Chí Thâm. Lâm Sung có biệt hiệu Báo Tử Đầu, được định số chết ở rừng Dã Chư, rừng Lợn Lòi. Báo và lợn lòi vốn dĩ là thiên địch, báo vẫn thường hay săn giết lợn lòi, giờ này bỏ mạng tại chốn của lợn lòi, âu cũng là nghiệp báo tuần hoàn, chỉ có Phật Pháp mới có thể hóa giải. Và may sao, Hoa Hòa Thượng đã xuất hiện đúng lúc. Dương Chí sau này cùng Lỗ Chí Thâm chấn giữ chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long, chính là ẩn ý, châu về hợp phố, những gì tinh hoa quý báu đã mất nay quay trở lại. Như chúng ta đã biết một đạo lý đậm chất nho gia xuyên suốt trong Thủy Hử đó là, bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thù. Thực vậy, về vế đầu, ngay từ hồi thứ nhất chúng ta đã thấy giáo đầu Vương Tiến chẳng màng chuyện hôn nhân bản thân, nhưng mẹ già thì nhất quyết không bỏ bể, đi trốn cũng phải chờ mẹ theo cùng. Ngoài ra, Lý Quỳ khi được hưởng cuộc sống đầy đủ hơn, thì nghĩ ngay đến về nhà cõng mẹ lên Lương Sơn trung hưởng. Tống Giang cũng vì lo cho cha già mà chưa chịu làm phản vê. Còn vế sau, chúng ta thấy trong chuyện, tham quan có thể được tha, trộm cắp có thể được tha. Thậm chí giết người cũng vẫn có thể được tha, nhưng tà dâm, cưỡng ép con gái nhà lành, tư thông vợ người khác, đặc biệt những kẻ đội lốt nhà sư, đạo sĩ để làm việc sằng bậy đó, thì 100% đều bị các vị anh hùng hào hán tống tiễn suối vàng. Thêm lên đó, chuyện về 36 thiên cang, 72 địa sát, những phép thuật của Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, thần hành Thái Bảo Đới Tung cũng là thể hiện một phần nhỏ của đạo gia. Sau cùng, những câu chuyện của Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, hành giả Võ Tổng, Lâm Sung, Dương Chí, toát lên lòng coi trọng sự cứu rỗi của Phật gia. Ngẫm nghĩ kỹ càng, thì không phải ngẫu nhiên, Thủy Hử được vinh dự ở trong Tứ Đại Danh Tác, Tứ Đại Kỳ Thư, quả thực tác phẩm này, cũng như Tây Du Ký, toát lên một tầm nhìn vĩ đại, đó là Tam Giáo Đồng Nguyên, Phật Đạo Đề Huề, Vạn Pháp Quy Tông. Phật gia, đạo gia, nho gia ắt hẳn đến tối cao đều có chung một nguyên lý vũ trụ chỉ đạo. Đó cũng chính là suy tư, cảm nghĩ mà nhân loại chúng ta vẫn hằng ôm ấp bao đời nay trên con đường tìm tòi, khám phá. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.